Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Cố tự cầm bước vào cung hỏi. Tiêu tiêu, muội chuẩn bị xong chưa? Các hậu phi đã ở chính điện chờ cả nửa canh giờ rồi. Nếu còn chờ tiếp, e rằng phải bị người ta nói ra nói vào mất. Mà bên trong điện lúc này các cung nữ đang tìm kiếm một đồ vật gì đó. Nên tiêu tiêu dặn dò, mọi ngóc ngách đều phải tìm cho kỹ, đại khái là một viên thuốc màu lam to hơn thế này một chút cố tự cảm thấy thế thì nghi hoặc đến gần hỏi ninh tiêu 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 đây là sao vậy ninh tiêu tiêu đang được chuẩn bị đồ lên tiếng đáp đang tìm đồ ta thay y phục xong sẽ qua ngay nàng quay sang dặn dò cung nữ của mình trước khi tìm ra nó không cho bất cứ ai vào trong phòng cung nữ lập tức đáp vâng nương nương lúc này một thái giám mang một hộp đồ ăn đến nói hoàng hậu nương nương hoàng thượng bảo nô tài mang bánh ngọt ngự thiện phòng mới làm tới cho người một cung nữ chạy ra đỡ lấy và đáp làm phiền công công rồi giao cho nô tỳ đi hoàng hậu nương nương phân phó lúc này không thể cho người ngoài vào tẩm điện được công công đưa hộp đồ ăn rồi nói vậy vậy được vậy ta đi trước đây vị công công này tranh thủ lúc mọi người không để ý đã thả viên thuốc màu xanh lam từ trong ống tay áo xuống đất một cung nữ để ý thấy nó vội vã cầm lên kêu tìm được rồi hoàng hậu nương nương tìm được rồi ninh tiêu tiêu thấy thế thì vui vẻ bảo mau tìm cái hộp bỏ vào nàng thở phào nhẹ nhõm không bị người khác nhặt được là tốt rồi mà ở bên tẩm cung của lục lâm uyên anh đang uống thuốc tam phúc thông báo hoàng thượng đã ném viên thuốc vào trong theo phân phó của người rồi ạ à. ông để ý lục lâm uyên rồi thầm tự hỏi hoàng thượng làm sao vậy tại sao cứ không ngừng uống canh thuốc giảm đau bụng kinh lục lâm uyên đặt chén thuốc xuống nói uống mấy thuốc này căn bản không có tác dụng tam phúc thấy thế vội giải thích hoàng thượng người có nghĩ rằng loại thuốc này dùng để trị đau bụng kinh cho nữ nhân nam nhân uống vốn không có tác dụng không lục lâm uyên nghe vậy thì nghĩ ra đúng nha anh ôm bụng đứng lên bảo mau đi ngự từ phòng bảo tống viện phán triệu tập tất cả thái y của thiên kim phụ sản theo chấm. cùng đến phượng loan cung chuẩn trị cho hoàng hậu ninh tiêu tiêu trong cùng đang nghĩ thuốc viên đã bỏ vào không gian rồi lần này không sợ rớt nữa đúng lúc này có người báo hoàng thượng giá đáo ninh tiêu tiêu lập tức chạy ra nói a à uyên sao chẳng tới đây lục lâm uyên vội giữ nàng lại bảo đừng chạy nhảy ninh tiêu tiêu để ý sắc mặt hắn sao lại kém thế và tại sao lại đưa tới nhiều thái y như vậy tuy mỗi lần mình đến ngày hắn đều sẽ bảo thái y tới trần trị cho mình nhưng chưa bao giờ nhiều người như vậy lục lâm uyên bảo tiêu tiêu hôm nay phải trị tận gốc bệnh này cho nàng ninh tiêu tiêu cười bảo không cần đâu nàng thầm kêu thuốc đáng lắm mình không muốn uống nữa lục lâm uyên lập tức đáp nghe lời ta không muốn tháng nào nàng cũng phải chịu loại đau đớn sống không bằng chết đó ninh tiêu tiêu thấy thế toát mồ hôi tại sao hắn lại bày ra vẻ mặt ta siêu hiểu nàng vậy sau đó ninh tiêu tiêu đã uống thuốc cả một tháng bên trong đại điện một vị quan báo hoàng thượng thần có chuyện muốn tấu lên lục lâm uyên thầm nghĩ tháng này bụng không đau nữa Lẽ nào bệnh của Tiêu Tiêu đã khỏi rồi sao? Còn Ninh Tiêu Tiêu ở trong tầm cung lẩm bẩm, nguyên sự tháng này của mình sao lại trễ lâu như vậy nhỉ? Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.